Xin chào tất cả các bác đến với kênh KGBL Hoàng Mai, một kênh chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh Mỹ bãi Pro, hàng chuyên nghiệp, hàng cao cấp cho gia đình các bác nhé. Hôm nay lại là một siêu phẩm mà cực độc về với KGBL Hoàng Mai, đó là 4731A. Các bác nhìn có hiếm không? Các bác nhìn có xinh không? Nó dùng củ bát 2226H và củ thép 2426G. Và em phải nhấn tên là phân tần thì không to đâu, bằng cái lò gạch thôi. Đời có phân tần các bác nhá. Một lần nữa là dành cho tất cả những khách hàng mà khó tính về cái độ mỹ thuật, rằng nhiều bác rất kêu ca rằng đồ sân khấu nó cồng kềnh, trông nó thô, thì đây là một cái sản phẩm để dành cho những bác nào mà yêu thích bày đẹp mà lại còn nghe lại hay các bác nhá. Nghe hay bày đẹp đây. Mang hình dáng của loa nghe nhạc, nhưng mà chất âm, đưa ra chất âm rất là khủng khiếp của dòng sân khấu các bác nhá. Cực kỳ uy lực luôn. Và đời này rất hiếm luôn. Các bác cũng xem cái chiêm ngưỡng của em rồi. Nó ngang 56 và cao 85, rất là vừa vặn. Và có thể kẹp luôn cả súp luôn nha. Súp của nó có luôn, em có liền luôn. Nhưng mà nó chưa về kịp. Bác nào muốn sở hữu cặp 4731 mà hiếm nhất trên thị trường vào thời điểm này thì các bác alo em cao nhá. Lại quay lại lần nữa, cực đẹp luôn. Rất nhiều năm rồi mà còn giữ được như thế này thì các bác thấy rằng nó hiếm gặp như thế nào. Mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ theo hai số điện thoại mà em ghi trên bài đây các bác nhé. Em ở Hoàng Mai, Hà Nội các bác nhé. Ở đây em quay thêm sơ qua để các bác đó, hình thức của em nó thì đây các bác nhìn này, màu ghi sẫm nhá, đẹp cáu cạnh luôn. Và bác nào sở hữu em nó rồi thì alo em nhá. Chất âm thì hay lắm. Đời này của nó, cái phân tần của nó to như cái lò gạch luôn các bác. Cực phê luôn. Dáng dấp thì rất là thanh niên, trẻ trung, mang góc dáng của ngoại hình của loa nghe nhạc, nhưng mà lại thật ra là loa sân khấu các bác nhá. Rồi nữa, xin cảm ơn tất cả các bác. Bác nào nhanh tay alo em thì còn kịp các bác nhá. Xin chào tất cả các bác, em các bác clip rất gần đây về 4735X, 4733X. Thank you, chào tất cả các bác.